Trên bộ dàn karaoke trị giá 30.600.000, rất là chất lượng anh đúng không anh em? Có anh em riêng về bộ dàn này anh em sẽ có một cặp loa B12 anh em nhé, bass 30 đó, một súp hơi 50 đó, KT18 đó, một bộ mic không dây rất là cao cấp là U805S, vang số L9, đẩy 4 kênh 9004F đó, rất là đẳng cấp. Thì đi về phần dàn máy em sẽ giới thiệu chi tiết với anh em. Đó, thì đây là một bộ dàn máy rất là cao cấp anh em nhé. Đó, nó sẽ gồm một bộ mic không dây U805S với cái bộ mic này thì bên em đang bán với giá là 3.300.000 đồng. Đây là một cái dòng mic 6 số. Đó, tiếng nó rất là nhẹ anh em nhé. Hát nó rất là hay, rất là bay. Và đặc biệt con mic này nó rất là tiết kiệm pin. Đó. Thiết bị thứ hai, anh em sẽ có một con vang số L9, đây em đang setup anh em nhé. Đó, dây vẫn cắm đây. Đó, L9. Với con vang này thì sẽ cài đặt cho anh em lên tới là 6 mode, trong đó có 4 mode karaoke và 2 mode để cho anh em nghe nhạc. Trong đó sẽ có một nhạc vàng và một nhạc remix. Đó, để cho anh em nghe. Đó. Và khi anh em ở xa thì bên em sẽ hỗ trợ tất cả cho anh em setup đầy đủ. Anh em về chỉ việc nghe nhạc và karaoke. Đó. Với con vang này thì lợi thế về phần echo của anh em nhé, lợi thế về cái phần echo cho nên cái tiếng echo của nó là ra rất chi là mềm mại và hay. Đó, bảo hành cho anh em tới là 1 năm. Và con vang này bên em đang bán với giá là 4.500.000 đồng. Đó, anh em nào mà có hiểu về cái thông số đấy về con vang này thì anh em có thể chỉnh tay được anh em nhé, rất là dễ. Ở đây nó có phần menu này, anh em nhấn vào anh em có thể chỉnh phần center, đó, mic, loa, rồi là đường effect đấy. Nói chung là chỉnh được rất là nhiều anh em nhé. Đó, chỉnh tay rất là đơn giản thôi. Đó, thiết bị thứ ba thì sẽ là một cục đẩy không còn xa lạ với anh em. Đó là cục đẩy 4 kênh nhé. Con này mang nhãn hiệu 9004F. Cục đẩy này thì em đã bán rất nhiều rồi. Con này rất là khỏe, nó lên tới 64 xò LGBT. Đó, và nó chạy mạch Glass H. Đó, công suất ra chuẩn của nó nhé. Công suất chuẩn của nó là 900W trên một kênh. Đó, anh em phải biết đấy. Con này thì mặt màu đen. Đó, mặt màu đen nhìn nó rất là khỏe mạnh và rất là đẹp anh em nhé, nhìn nó rất là sang trọng. Đó, với cục này thì anh em để chơi được 4 cặp loa bass 30, 4 cặp loa 30. Mỗi kênh này anh em chơi cho em một cặp loa 30. Đó, với như cái bộ dàn này thì đang là kênh 1, kênh 2. Đó, kênh 1, kênh 2 thì là em chơi là một cặp full 30, hoặc anh em để chơi được 2 cặp full 30 anh em nhé. Đó, kênh 3, kênh 4 anh em chập bridge vào đánh một con súp hơi 50 này cho em. Đó, một con súp hơi 50 này cho em để nghe nó rất là uy lực đúng không ạ? Đó, và sản phẩm này bên em đang bán với giá là 8.300.000 đồng. Đó, đã gồm phí ship anh em nhé, bảo hành cho em lên tới 12 tháng với cục đẩy này. Đó, rất là chất lượng đúng không ạ? Đó, và khi anh em mua cái sản phẩm, tất cả sản phẩm bộ dàn này của bên em thì bên em sẽ làm video hướng dẫn cho anh em về cái phần kết nối, để về anh em kết nối nó dễ dàng và hiệu quả hơn. Đó, và anh em nào mà ở gần thì là bên em sẽ đến tận nơi đó lắp đặt và setup cho anh em. Bác nào ở xa thì là sẽ setup tại chỗ ở đây và gửi đi cho anh em, setup chuẩn và gửi đi cho anh em nhé. Đó, về phần loa thì anh em có thể biết đây là một cặp loa cùng với LX anh em nhé, loa LX với cặp loa bass 30.
mang nhãn hiệu V12. Đó, V12 Sơn Sần Cáp. Chất âm ra rất là ok ở các giải Pháp, Trung, Czech thì nó rất là đều. Con này anh em để nghe nhạc karaoke, tiếng lời rất là sáng tiếng anh em nhé. Nó rất là sáng. Với cặp loa này về anh em có thể treo ngang, đúng không ạ? Treo ngang hoặc là chúng ta có thể treo dọc. Đó, treo dọc đều được. Đó, treo như bên em thì cũng được. Đó, khi treo lên thì cái chất âm của nó ra thì nghe nó rất là ok, rất là hay. Đó. Và cặp loa này thì bên em đang bán với giá là 8 triệu đồng. Đó, 8 triệu đồng anh em nhé. 8 triệu đồng cặp loa này. Đó, rất là đẳng cấp. Đó. Ok chưa? Đó, và cái thiết bị cuối cùng đó là anh em sẽ có ngay một con súp hơi 50 KT18. Đây là một con súp hơi nhìn nó rất là đẹp anh em nhé. Nó rất là chuyên nghiệp và nhìn nó rất là gọn gàng. Anh em nhìn nó rất là đẹp. Đó, ê căng nhìn nó rất là khôn đúng không ạ? Ê căng rất là khôn, nhìn nó rất là bắt mắt. Đó, với con súp hơi này thì bên em đang bán với giá là 6.500.000 đồng. Đó, 6.500.000 đồng đã gồm phí ship anh em nhé, đã bao gồm phí ship đó. Ok chưa ạ? Đó, một bộ dàn rất là đẳng cấp anh em nhé. Đó, sẽ gồm một cặp loa 30, đó, một súp hơi 50. Đó, về sàn máy sẽ có một bộ mic, đó, sẽ có một bộ mic U805, đó, vang số này, đẩy 4 kênh. Anh em nhìn tay mic đây, đó, tay mic rất là ok đúng không ạ? Rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp anh em nhé. Anh em nghe thấy không? À, em đang mở rất nhỏ thôi, nhưng cái tiếng mic của nó ra rất là dày. À, trên cái bộ dàn này, à, tiếng echo rất là ngọt anh em nhé. Để 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9. Rồi, ok. Thì vừa rồi em cũng đã làm video về một bộ dàn karaoke giá 30.600.000. Anh em nào có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em xem video thấy hay nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.